sáng, bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, 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 hò khoan, ơi, hò khoan. Tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người. Dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái chèo vui, bên thành mình ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn này, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Nhất trai làng anh không tự hào qua, nhất gái quê em khuya gác cổng nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong, còn em nhất làng ngoài. Tiếng giang đồn anh công tử giàu sang, tiếng cũng giang em cô út hỗn xoàng. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng canh, nhà em có vườn trái cây rước bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, nhưng trong làng mong đám cưới loài rai. Trai thớt bò dê, còn gái thớt lợn gà. Trai tài gái sắc đám cưới thiệt là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm 50 gió lại rước dâu rộn ràng. À, hết hồn hà. Bưng pháo nổ, bia rượu cung nổ, tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng quyên ương 500 con gà trống, 600 con vịt cồn. Dữ dằn. Trai làng anh công tử chịu chơi, những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lâm, thì đâu xa chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật ta đi khắp thế gian chơi em. Dạ, sao trăng mật thì ta vẫn cứ không chơi. Anh nhất hành tinh, còn em nhất trời. Chỉ trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối,
có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hỏi chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới còn anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Còn anh là trăng là bướm, anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng, nhất anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc, em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếm sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị quan khách, quý cụ ông cụ bà, các bậc cha bác cô dì cậu mợ họ hàng đôi bên, cùng toàn thể các bạn trẻ năng nữ thanh niên xa gần rất thân mến. Chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của xuân Sắp Thìn năm 2024 với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và ngày hôm nay cũng là ngày đẹp mà đôi bên gia đình đã ấn định để tổ chức chương trình lễ an hỏi. Vậy tới giờ phút này chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng thong thả mời trà mời nước để chương trình lễ an hỏi của cô dâu xinh đẹp Huỳnh Trang cùng với chú rể Văn Công sẽ chính thức được bắt đầu. Và tại tư gia của gia đình họ nhà gái chúng tôi ngay lúc này được chào đón tới sự hiện diện từ toàn thể quý vị khách quý đại diện cho đôi bên gia đình cũng như họ hàng và tất cả các bạn bè nam nữ thanh niên của hai em. Chúng tôi xin phép được thay lời cho gia đình trân trọng cảm ơn tới tình cảm cũng như sự hiện diện từ toàn thể quý vị. Xin kính chúc quý vị chuẩn bị đón một mùa xuân Sắp Thìn năm 2024 với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho đôi huyền đường của chúng ta trăm năm tình viên mãn và bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình lễ ăn hỏi của cô dâu xinh đẹp Thủy Trang và chú rể Văn Công xin chính thức được bắt đầu. Xin quý vị chúng ta nhổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các sự hiện diện từ toàn thể quý vị khách quý đã hiện diện tại khán phòng mừng của gia đình ngày hôm nay ạ. Kính thưa tới sự hiện diện từ toàn thể quý cụ ông cụ bà, các bậc cha bác cô dì cậu mợ họ hàng đôi bên cùng toàn thể các bạn trẻ nam nữ thanh niên xa gần rất thân mến, phái đoàn gia đình họ nhà trai ngày hôm nay đã trở về đây có xính lễ cơ trầu để ăn hỏi, trước là để kính cáo tổ tiên, sau là xin phép được ra mắt trong dòng họ của gia đình họ nhà gái và để cùng bàn cho câu chuyện tình yêu của cô dâu xinh đẹp Thủy Trang cùng với chú rể Văn Công để chuẩn bị cho ngày trọng đại trong chương trình lễ vu quy và lễ thành hôn. Và trước tiên xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ lên có lời phát biểu giới thiệu về các tấm lễ và xính lễ cơ trầu cũng như giới thiệu với tất cả các thành viên trong phái đoàn của gia đình họ nhà trai ngày hôm nay. Và quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời ạ. Thưa công các bà, thưa toàn thể hội hôn, hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng tình yêu cho hai cháu
hai cháu đó tìm hiểu và thương yêu nhau, được sự thống nhất của đôi bên gia đình. Hôm nay đôi bên gia đình chính thức tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu. Vậy tôi đại diện cho gia đình họ nhà trai trước hết có xin lễ ăn hỏi trong buổi chiều ngày hôm nay, xin lễ ông bà tổ tiên, xin lễ xin cưới ngày mai. Mong các bà, các quý vị trong họ nhà gái chấp thuận cùng với gia đình họ nhà trai chúng tôi. Mà tôi đại diện cho gia đình họ nhà trai đã có lời nói trên, xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ xin được trân trọng cảm ơn với lời phát biểu cũng như tất cả quý vị tình cảm và tất cả quý vị chúng ta trở về đây muốn dành tặng cho đôi uyên ương của chúng ta với những khoảnh khắc, với những giây phút thật tuyệt đẹp trong chương trình lễ ăn hỏi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và để đáp lại tấm thỉnh tình của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai, ngay lúc này đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ lên có lời phát biểu đáp từ. Xin quý vị chúng ta nở một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bậc cha, bác, cô, dì, cậu, mợ trong hai họ. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam tú, thanh nam nữ tú của hai cháu. Đúng là nhờ ơn Thiên Chúa đã ban cho hai bên gia đình sinh hạ được hai các cháu. Qua sự tìm hiểu của hai cháu và được sự nhất trí của hai bên gia đình và cũng sự thống nhất của hai bên gia đình, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, hai cháu về việc giáo hội cũng như xã hội, công việc cũng đến nay cũng là tốt đẹp. Vậy hai bên gia đình cũng tổ chức ngày hạnh phúc trăm năm cho các cháu ngày mai. Và hôm nay đoàn đại biểu họ nhà trai có cơ dầu tấm lễ để lòng thành kính các cụ và cơ dầu đón dâu ngày mai. Tôi xin đại diện cho họ nhà gái xin chấp nhận đón nhận cơ dầu. Với lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái ngày hôm nay, và qua hai lời phát biểu của hai vị đại biểu đại diện cho gia đình, hai gia đình chúng ta đã chính thức nên nghĩa thông gia, xếp lên đón nhận, trao và nhận để tấm lễ cơi trầu. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn cùng với hai người mẹ yêu thương của dâu sinh và rể thảo, chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước sân khấu để cùng trao và nhận tấm lễ cơi trầu. Xin được trân trọng kính mời nhà trai, đó là tấm lễ xin cưới và tấm lễ cơi trầu để kính cáo ông bà tổ tiên trong ngày lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và quý vị chúng ta hãy nở một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tình thông gia của đôi bên gia đình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn với những tràng pháo tay thật tuyệt vời của toàn thể quý vị. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời đôi lễ tân của gia đình, chúng ta sẽ cùng chuyển tấm lễ và cơi trầu xin được chuyển vào phía trong nhà ăn hỏi của hai bên ngày gia đình ngày hôm nay ạ. Họ nhà gái để thể hiện tấm lòng chu đáo, tình cảm của gia đình họ nhà trai trong khâu tiếp đón. Lễ tân sẽ chuyển cái bánh vào phía trong bàn thờ gia tiên ạ. Vâng ạ, tiếp theo xin mời với đội ngũ lễ tân của gia đình chúng ta sẽ cùng chuyển tiếp các khay xính lễ ạ. Trân trọng cảm ơn với sự hiện diện từ hai vị đại biểu đại diện cho đôi bên gia đình. Và tới giờ phút này xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt lên phía trung tâm sân khấu để cùng chúc mừng cho tình yêu của cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay bằng một tràng pháo tay thật lớn, được không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho tình yêu của hai em sẽ luôn luôn vẹn tròn viên mãn. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ dẫn hai em
về trước bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ Gia Tiên để thắp hương tạ ơn Thiên Chúa và thành kính Gia Tiên. Xin được trân trọng kính mời ạ. Xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thanh thản mời chào mời bước để chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay, đó là xin giờ xin cưới để chuẩn bị cho chương trình lễ phu quy và lễ thành hôn. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà trong. Tung bay sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thắm mãi bên giàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông. Gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang. Gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền. Trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng. Cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dần tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đổi trao, câu chuyện trong cao. Trên quãng đường đê một đàn em bé nô đùa khi tan trường về. Tôi học trò trong trắng ngây thơ, tình là tình đẹp vô vâng ạ. Kính thưa quý vị, có lẽ đến giờ phút này chương trình lễ ăn hỏi của chúng ta đã được diễn ra rất thành công và tốt đẹp. Và tới giờ phút này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ lên có lời phát biểu và xin giờ để tổ chức chương trình lễ thành hôn và lễ phu quy cho hai em Thu Trang, Thùy Trang và chú rể Duy Công. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Vâng ạ, quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tới sự hiện diện của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Xin mời ạ. Kính thưa quý cô ông, cụ bà, quan viên trong hai họ, kính thưa toàn thể quý khách quý của hai gia đình cùng bầu bạn nam nữ thanh niên của hai em. Chúng tôi xin thay mặt cho gia đình họ trai trước hết cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và sự đón tiếp nồng hậu và chân tình của gia đình họ nhà gái. Thì tôi cũng xin được báo cáo với hai họ về cái chương trình ngày mai là 10 giờ 15
là gia đình họ trai chúng tôi xuống gia đình họ gái để xin dâu. Thì kính mong các cụ và các ông các bà thì cũng là chương trình là như vậy. Và cuối cùng tôi cũng chẳng biết nói gì hơn hết, trước hết cũng đầu năm mới xin chúc sức khỏe tất cả các quý cụ ông cụ bà cùng toàn thể quý khách quý và toàn thể quý vị trong hai gia đình. Tôi xin hết lời cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn với lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Và để đáp lại tấm thỉnh thình cũng như lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ lên có lời phát biểu đắc từ. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý cụ ông, cụ bà, kính thưa các bậc cha, chú, bác, cô, dì, cậu, mợ, song thân của hai họ, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể các bạn nam thanh nữ tú gần xa xa gần của hai cháu Thùy Trang và Văn Công. Trước hết cho phép tôi được thay mặt cho họ nhà gái xin chân thành gửi tới quý họ nhà trai một lời chào trân trọng và một lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý hội hôn, trước hết cảm ơn Hồng Ân Thiên Chúa đã thương ban hai cháu trong quá trình học tập, lao động, công tác đã tìm hiểu trước là tình bạn và sau là tình yêu. Khi tình yêu đã đủ chín mùi, hai cháu đã về thân thưa với cha mẹ cũng như họ hàng đôi bên. Được sự nhất trí của cha mẹ cũng như họ hàng đôi bên và được sự nhất trí của đôi bên gia đình, ngày hôm nay phái đoàn họ nhà trai có cơ dầu và sinh lễ. Trước hết kính biểu tổ tiên và sau nữa là cơ dầu xin cưới ngày mai. Thầy, vị trưởng đoàn của họ gái chúng tôi đã đại diện cho họ nhà gái xin nhận và hai gia đình cũng đã tổ chức hết sức long trọng đầy đủ. Vậy trong phần đón tiếp của họ nhà gái chúng tôi hôm nay còn có điều gì thì khiếm khuyết cũng kính mong quý họ nhà trai lượng thứ. Và trước khi nhường lời cho ban tổ chức, xin một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý hội hôn luôn mạnh khỏe và đón xuân Giáp Thìn được an khang và thịnh vượng, và chúc cho hai cháu bách niên dài não, trọn đời yêu thương nhau. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn với lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy theo sự thống nhất của đôi bên gia đình, đúng 10 giờ 15 phút buổi sáng ngày mai, phái đoàn gia đình họ nhà trai sẽ chính thức xuất phát trở về với trung tâm phòng mừng của gia đình họ nhà gái. Và sau đó xin phép được đón nàng dâu xinh đẹp Thùy Trang trở về làm dâu con trong gia đình và dòng tộc họ nhà trai với chương trình lễ thành hôn. Và một lần nữa chúng tôi xin phép được thay lời cho gia đình trân trọng cảm ơn tới tình cảm cũng như sự hiện diện từ toàn thể quý vị. Và chương trình lễ ăn hỏi, lễ xin cưới và xin giờ đón dâu của gia đình họ nhà gái chúng tôi ngày hôm nay đã được thành công tốt đẹp. Xin được kính chúc quý vị có một sức khỏe dồi dào, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lễ vu quy vào buổi sáng ngày mai. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Trai tài gái sắc kém chi ai, nhưng trong làng mong đám cưới loài rai. Trai thước bò dê, con gái thước lợn gà. À, trai tài gái sắc đám cưới thiệt là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm 50 gió lại rước dâu rộn. Hết hồn à, bưng pháo nổ, bia rượu phun nổ, tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng quyên ương 500 con gà trống, 600 con vịt cừu. Dữ dằn thường thôi hà. Nhớ trai làng anh công tử chịu chơi, những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lâm,
Năm trăng mật ta đi khắp thế gian chơi em. Dạ, sao trăng mật thì ta vẫn cứ không chơi. Anh nhất hành tinh, còn em nhất trần đời. Chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn cầu hà. Anh xin thề cùng non ngàn cũng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hỏi chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới còn anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Còn anh là trăng là bướm, anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng, nhất anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc, em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếm sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà trong. Tung bay sắc pháo rơi đầy đường. Những người thực hiện chương trình sẽ gửi tặng tới quý vị ca khúc Khúc Cảm Tạ thay cho lời mời trà mời nước của gia đình chúng tôi. Và xin mời cha rể Duy Công sẽ cùng khởi thân đứng dậy và mời trà mời nước tới quý cụ quý ông bà quý vị khách quý. Suốt một đời con tắm mắt trong tiếng cha,
nguyện theo chân Chúa đi qua, nguyện ta bỏ hết thật ra. Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa mang ra trần cười, nguyện hồn con mãi êm trôi, nguyện tình yêu ôi tuyệt vời. Cùng đưa tay lên lấy ly trà để cùng thưởng thức hương vị ngọt ngào và tình cảm của gia đình họ nhà lại với chúng tôi và cùng thưởng thức ca khúc cảm tạ. Và hai em đã quen nhau trong một khung trời thơ mộng. Và vào một đêm trăng thanh, Công mới nói với Trang rằng: ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi làn xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Và đáp lại tình cảm của Duy Công, Thủy Trang mới thưa rằng: chàng đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam. Hai em đã chính thức thành lập một gia đình mới trước sự vun vén tác hợp của hai bên gia đình, hai dòng họ, cơ quan đoàn thể cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ gần xa. Được sự nhất trí cao của chính quyền địa phương xã Giao Xuân đã đăng ký và tờ giấy hồng chính thức công nhận hai em Thùy Trang và Duy Công thành vợ thành chồng. Đặc biệt được sự chuẩn y của cha sánh xứ, thanh lễ hôn phối đã được diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý. Và ngày hôm nay, trong một không gian thật lãng mạn đầm ấm, chúc các bạn trẻ ai chưa có chồng sớm sẽ gặp được tình quân, ai chưa vợ sẽ tương phùng như ý, và chúc cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn bằng đầu nghĩa phu thê. Xin được phép tuyên bố chương trình lễ vu quy mừng trăm năm hạnh phúc cho nàng dâu xinh đẹp Thùy Trang và chàng rể Duy Công xin phép được bắt đầu. Và chào đón lên sân khấu vị đại diện gia đình họ trai khách quý sẽ có lời phát biểu giới thiệu các thành viên trong đoàn, phát đoàn đại biểu quan viên họ nhà trai cũng như tấm lễ cơ trầu xin dâu của phát đoàn đại biểu quan viên họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý cụ ông cụ bà cùng toàn thể cha bác anh em
quan viên trong hai họ. Kính thưa gia đình họ Gái, hôm nay tôi được sự ủy quyền của quý ông, quý bà cùng gia đình ông bà, ông Chiến, bà Na mang sính lễ. Trước hết là để kính dâng báo cáo và kính dâng tổ tiên và cùng gia đình để xin cháu về làm dâu trong gia đình ông bà, ông Chiến cùng trong họ chúng tôi. Thì cũng tôi cũng xin báo cáo và cũng xin gia đình họ Gái tiếp nhận để chúng tôi đón cháu về làm dâu trong gia đình ông bà, ông Chiến cùng trong họ. Tôi xin hết lời cảm ơn. Lời phát biểu lời xin dâu của vị đại diện gia đình họ Trai khách quý, ngay sau đây xin trân trọng mời lên sân khấu một vị đại diện gia đình họ Nhà Gái sẽ có lời phát biểu đáp từ, giới thiệu các thành viên trong đoàn, phát đoàn đại biểu quan viên họ Nhà Gái tiếp nhận tấm lễ xin dâu. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin mời quý vị sẽ là một tràng pháo tay thật cao nhiệt chào đón vị đại diện gia đình họ Nhà Gái. Thưa các cái cụ, quý ông, quý bà, quý bậc cha bác, quý cô dì cậu mợ cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu, lời đầu tiên tôi xin chân thành gửi tới toàn thể các quý vị một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa hội hôn, qua ý kiến của vị đại biểu đại diện cho họ Nhà Trai có cơ chầu để xin đón cháu, tôi được phép thay mặt cho họ Nhà Gái, thay mặt cho ông bà, ông tiền cậy, xin hoàn toàn đồng ý và nhận tấm dầu của nhà họ Trai. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, quý vị vừa đón nghe lời phát biểu của hai vị trưởng đoàn. Kể từ ngày hôm nay, miếng trầu đáng nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về theo anh làm chồng. Và ngay sau đây xin trân trọng mời lên sân khấu hai người mẹ kính yêu của quê hương Giáo xứ Phú Ninh. Từ xưa thường nói rằng miếng trầu là đầu không chuyển, trầu cau là biểu tượng của tình yêu chung thủy và lòng son sắt. Một ngày hôm nay hai người mẹ kính yêu đang cho nhau trong niềm vui, trong hạnh phúc của con cháu của đôi bạn trẻ. Xin cảm ơn tình cảm của hai người mẹ kính yêu. Và khoảnh khắc đẹp nhất đã tới, giây phút thật hạnh phúc, thật ấm áp của đời. Cha rể Duy Công đã tới và kẻ Duy Công sẽ chính thức trở thành ông đích thực. Rồi anh kết lá thành dây, kết hoa vào lá, kết ngày vào đêm, kết thành hoa cưới treo em, cành hoa tím biếc tóc mềm bến sông. Và xin mời Duy Công sẽ ôm bó hoa tươi thắm nhất của đời mình cùng hai người mẹ kính yêu sẽ trở vào phía trong nhà để đón nàng dâu xinh đẹp Thùy Trang. Xin mời. Xin mời quý vị được một tràng pháo tay cho khoảnh khắc thật đẹp này. Tục hân hoan mời chào mấy nước và trò chuyện giữa hai bên gia đình. Ngay sau đây những người thực hiện chương trình xin gửi tặng cho quý vị ca khúc Diễn Tình Ca Ba. Trên sân khấu lúc này đó là Dâu Sinh và Dạy Thảo, vâng, hai người con ưu tú của hai bên gia đình, chúc thật thi vị và lãng mạn.
và họ đã rất ngọt ngào trong những ngày chúng tôi đầu tiên. Và xin mời hai em sẽ cùng hướng mắt xuống phía dưới để chiêm ngắm những khuôn mặt của những người thân yêu đã có mặt tại hội trường của gia đình để chúc phúc cho đôi người yêu. Và xin mời hai em sẽ gửi tới quý vị một cái cúi chào thật sâu thay cho lời cảm ơn. Xin mời hai em. Và quý vị sẽ được một chào vẫy tay thật nhiệt liệt chúc mừng cho hạnh phúc của hai em. Tôi một mẹ nhận rể, xin mời hai người này. Xin trân trọng mời lên sân khấu, đó là món quà của bà nội. Xin được chào đón tình cảm của bà nội kính yêu. Và món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà đại diện của bà ngoại sẽ chuẩn bị. Vâng ạ, vợ đã rất vui, rất hạnh phúc ngày hôm nay. Với những câu nói của người xưa thường nói rằng bà đã chắc chiêu dành dụ để mong hai cháu thật hạnh phúc, một gia đình thật bền vững. Cảm ơn tình cảm của bà rất nhiều. Và quý vị cũng đang thấy hôm nay bà rất vui và nụ cười thì thật là rạng ngời. Cảm ơn bà thật nhiều. Chúc bà hạnh phúc sống lâu. Hai cháu của bà ngoại xin được trân trọng kính mời món quà đại diện của bà ngoại. Bà ngoại về sức khỏe không thể tặng quà cho hai cháu được, và bà muốn gửi lời nhắn nhủ tận trái tim thay cho lời nói bằng món quà thật ý nghĩa. Xin mời món quà của dì Hồng chuẩn bị. Mời món quà tới từ dì Hồng. Mẹ Huê chuẩn bị. Xin mời các bạn tới từ dì Oanh. Xin mời các bạn tới từ chị Mai, chị Hạnh chuẩn bị. Mời chị Mai. Tiếp theo xin mời chị Hạnh. Em Mạnh chuẩn bị. Xin mời chị Hạnh. Em Mạnh chuẩn bị. Xin mời em trai, xin mời em Mạnh. Em Tuấn Anh chuẩn bị, em Hiếu chuẩn bị. Xin mời em Mạnh. Em Tuấn Anh chuẩn bị. Em
Nam Hiếu chuẩn bị. Và xin nhà ý tới anh chị em cho ba lễ thân của gia đình.
chị đã giúp gia đình chúng tôi xin lại phần tiền ngọt và chúng ta sẽ chuyển những phần tiền mặt ra với chúng tôi một phần hơn để tình cảm của quý cô bác anh chị về tham dự tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin đại ý với các anh chị lãnh đạo gia đình sẽ cùng giúp gia đình chúng tôi một tay và chúng ta sẽ chuyển những phần tiền gửi lời từ soạn ra cho mấy nhà vườn để chào đón khách quý. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thắm mãi bên giàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, cầu đưa em qua phố đông. Gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang. Gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền. Trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Sang hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm. Xin được trân trọng kính mời bạn về cũng như nàng dâu đón nhận tình cảm với tất cả quý vị trở về các dãy hạ bản dưới trung tâm. Sau khi quý vị trở về các dãy hạ bản dưới trung tâm, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ trở vào trong nhà để làm nghi thức lễ gia tiên trước khi tổ chức với chương trình đại lễ thành hôn. Xin chào quý mời cô dâu và chú rể, hai em bắt đầu dành những bước chân thong thả hạnh phúc nhất tay trong tay để rồi hai em sẽ hiện diện trở vào trong nhà, hiện diện trước tôn nhan Thiên Chúa và trước bàn thờ Sa Tiên để làm nghi thức lễ Sa Tiên trong ngày vui hạnh phúc của hai em hôm nay. Vâng, xin mời quý vị chúng ta sẽ nhường đường ở phía ngoài tổng gia đình để đón chào tình cảm của cô dâu và chú rể sẽ vào trong nhà để làm nghi thức lễ Sa Tiên. Phương nào tổ tiên lập công đức, kiếp hậu lai con gió đáp nghĩa ân. Kính lạy các vị anh linh tiền bối. Vâng, kính lạy ông bà tổ tiên. Khi suy ngẫm đến muôn loài trong cõi càn khôn, chúng con nhận thấy mọi vật đều có cội rễ nguyên căn. Chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có tổ tiên ông bà cha mẹ. Chúng con được sinh ra đời và lớn khôn lên người là nhờ công đức của các ngài. Vậy giờ đây, trước anh linh các ngài, chúng con kính dâng lên các ngài lòng tri ân cảm đội, nguyện xin các ngài phù hộ cùng Chúa ban cho chúng con luôn trọn tình hiếu thảo với các bậc sinh thành và cho gia thất luôn được an vui đầm ấm. Con ơi nhớ lấy lời cha,
chớ quên lời mẹ nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời dân lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức, chọn niềm tri ân. Ta sẽ chuyển nước cũng như trà, đón nhận tình cảm của tất cả quý cụ ông bà, quý vị đại biểu khách quý, anh chị em bạn bè nam nữ gần xa đã đang trở về với gia đình rất là đông vui, cùng cộng hưởng với niềm vui lớn của gia đình, sau niềm hạnh phúc của hai em. Khách đến chơi nhà tròn mấy khi, khách đến chơi nhà hát lời rất xuống trên trà mời nhau, rất lời hát xuống trên trà mời nhau. Để anh xây một miếng châu dầu rằng thân biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nên lá, đừng áo tứ thân, đừng khăn mõ quọ, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Xin nghỉ hướng mắt trực tuyến mà đến sân khấu chào đón cũng dành cho đôi tân hôn của chúng ta một trong lần thật lớn đi ạ. Chân thành cảm ơn chào mừng của toàn thể quý vị, mời quý vị mời nước mời thuốc mời trà. Chơi nhà để rồi tiếp tân mời nước mời trà thành tân, trà này ngon lắm người ơi, thuốc thương quyền với hương trà, để rồi lời ca tiếng hát đậm đà giao duyên rất tuyệt vời cho quý vị hiện diện phía này sân khấu lúc này với hai người đẹp nhất ngày hôm nay, chàng rể Duy Công và nàng dâu Thủy Trang, với hai bộ trang phục rất là lộng lẫy, với một màu trắng tinh điển tân tượng trưng cho tình yêu của hai em. Khách đến chơi nhà, dân lời hát xuống chén trà mời nhau, hát lời hát xuống chén trà mời nhau. Để anh xây một miếng châu dậu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền lá, đừng áo tứ thân, đừng khăn mõ quọ, đừng hát câu người ơi người ở đứng về. Mời cô dâu và chú rể hai em sẽ an toàn. Nhưng chỉ để người dưng nhớ ngày dưng thế này, giao miếng trời đừng cay, ra chén trà đừng chát, hát thì dễ hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ ông ấy trông ra ngõ mà chờ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý cụ ông bà, thưa quý vị đại biểu đại diện của hai bên gia đình, quý vị khách quý, anh chị em bạn bè nam nữ gần xa kính mến, giờ này tại trung tâm phòng mừng đón khách của gia đình được nồng nhiệt và hân hoan chào đón với tình cảm rất đông vui đủ đầy của tất cả quý vị, anh chị và các bạn từ mọi miền quê hương đã dành những tình cảm trở về với gia đình họ nhà trai lúc này,
thì xin mời quý vị mời nước, mời thuốc, mời trà. Và để đi vào tổ chức với chương trình Ngày Đại Vui Hạnh Phúc của hai em, giờ này được sự cho phép của gia đình Duy Thái cùng với Hàn Diên, xin được gửi tới tất cả quý vị, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe đầu xuân năm mới, đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc tài, đắc lộc, đắc vinh hoa. Và thưa quý vị, có thể nói rằng hôn nhân và gia đình thì luôn luôn là một sự kiện trọng đại mang ý nghĩa quyết định tới hạnh phúc cả cuộc đời của mỗi con người. Yêu và được yêu, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Và đó cũng chính là món quà quý giá nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta. Cô dâu và chú rể, họ đã có một tình yêu thật đẹp. Để rồi trải qua năm tháng, trải qua những khó khăn thử thách, ngày hôm nay, nguyện ước trở về chung một nhà của Duy Công và Thùy Trang đã trở thành hiện thực. Và đó cũng chính là lý do để tất cả chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến cho một câu chuyện tình yêu thật đẹp như thế. Và chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Niềm vui, niềm hạnh phúc của tất cả quý vị về chung dự chứng kiến mừng hạnh phúc trước tương lai cho chàng rể cũng như nàng dâu. Và rồi thưa quý vị, tình yêu và hôn nhân là sự việc trọng đại mang ý nghĩa quan trọng hạnh phúc cả đời người. Đó cũng chính là những ước mơ, hoài bão, niềm hạnh phúc ngọt ngào mà hai em yêu nhau ngày đêm mong ước. Để hai em có được ngày hôm nay thì hai em đã biết đổi ơn Chúa, Chúa đã an bài. Để rồi ơn bề trên rộng lòng ban phước ấm để hai em vui đón mối duyên lòng thiết tha. Trước thánh đường uy nghi cha xứ đã dâng thánh lễ bàn bí tích hôn phối hợp duyên. Và trước thánh đường uy nghi cao cả, hai em đã trao nhẫn cưới cho nhau là trao tất cả tình sâu nghĩa đầy. Đổi ơn Chúa đã an bài, bách niên giai lão chúc mai nhập phòng. Chúc cho chàng rể luôn đi đúng đường thánh cả, và xin chúc cho nàng dâu luôn đi đúng lối mẹ hiền. Vâng ạ, đó là về luật giáo hội. Còn về luật xã hội đã được chính quyền công nhận đăng ký kết hôn. Và ngày hôm nay hai bên gia đình long trọng tổ chức ngày hạnh phúc cho hai em được chính thức lên nghĩa vợ chồng. Đó là ngày 19 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Được sự thống nhất của hai bên gia đình, được sự đồng tình của chàng rể Duy Công cùng với nàng dâu Thùy Trang và Duy Thái cùng với Hàn Diên, xin được trình trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của hai em xin phép được bắt đầu. Xin quý vị một tràng tay thật lớn thật dài để chúc mừng hạnh phúc. Niềm vui lớn của hai gia đình chung dự tổ chức với ngày vui, ngày hạnh phúc của hai em. Xin diện của tất cả quý vị, đó là niềm vui lớn của gia đình quý ông bà trưởng chiến ngày hôm nay. Đặc biệt là niềm hạnh phúc lớn nhất của chàng rể và nàng dâu. Lúc này xin mời quý vị mời nước, mời thuốc, mời trà. Và rồi đặc biệt là lúc này đây về phía màn hình sân khấu, xin được chào đón một vị đại biểu đại diện cho phía gia đình họ nhà gái lên có đôi lời phát biểu chào dâu. Xin được trân trọng kính mời ông. Và xin toàn thể hôn trường chúng ta dành cho ông một tràng tay thật lớn đi ạ. Kính thưa các cụ công, các bà, các bậc, các chú ý cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ của hai cháu. Lời đầu tiên tôi xin chân thành gửi tới toàn thể các quý vị một lời chào trân trọng nhất. Lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp rất nồng nhiệt, thấm tình, thấm nghĩa của phái đoàn nhà họ trai đã dành cho họ gái chúng tôi. Kính thưa quan viên và bốn họ, trước hết đổi ơn Thiên Chúa đã ban cho hai gia đình. Hai cháu đã tìm hiểu với nhau đến nay rất thành công và tốt đẹp. Được sự nhất trí của hai gia đình cũng như hai dòng họ nhằm ngày Thăng Long Hoàng Đạo để tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Phái đoàn nhà họ gái có mặt tại hôn trường nhà họ trai hôm nay có đầy đủ các quý cụ, quý ông, quý bà, quý bậc cha bác, cô dì cậu mợ và bạn của cháu Quỳnh Trang.
thay mặt cho bên nội, bên ngoại của ông bà tiền cậy. Vậy giờ này tôi chính thức được trao và giao cháu Quỳnh Trang của họ gái chúng tôi về làm con cái ông bà trưởng cũng như con cháu trong họ. Kính thưa các vị đại biểu của họ nhà trai, cháu chúng tôi tuy người lớn nhưng tính tình thì còn bồng bột, năn néo từng lời nói bước đi. Vậy tôi cũng kính mong ông bà trưởng cũng như trong họ dìu dắt cháu tôi được thành công tốt đẹp. Cuối cùng, qua bầu không khí của mùa xuân năm mới, tôi xin chân thành kính chúc toàn thể hội hôn một lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, chân thành cảm ơn vị đại biểu đại diện của gia đình họ nhà gái vừa rồi. Và để có đôi lời phát biểu và đáp từ của họ nhà gái thì ngay bây giờ xin mời một bác vị đại diện của gia đình nhà trai sẽ cùng lên sân khấu để có đôi lời phát biểu và đáp từ. Xin được trân trọng kính mời. Xin quý vị dành cho ông một tràng tay thật lớn đi ạ. Lời đầu tiên, tôi đại diện cho gia đình họ nhà trai có lời chào tới công các bà cùng toàn thể hội hôn, lời chào sức khỏe và trân trọng nhất. Kính thưa các ông các bà, các vị khách quý, thưa toàn thể hội hôn, hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng tình yêu cho hai cháu. Hai cháu đã tìm hiểu và thương yêu nhau, được sự thống nhất của đôi bên gia đình, luật đời phép đạo, hai cháu đã được chu toàn. Hôm nay đôi bên gia đình chính thức chọn ngày tốt, tháng đẹp để tổ chức lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Sự hiện diện của các ông các bà, các quý vị đại biểu cùng toàn thể hội hôn là niềm vinh dự cho gia đình họ nhà trai chúng tôi và là sự khích lệ tình yêu cho hai cháu, để hai cháu hạnh phúc trong cuộc sống, để hai cháu trở lên một gia đình thánh gia mà hai cháu đã được công các bà, các vị khách quý cùng toàn thể hội hôn đã chúc phúc cho hai cháu trong buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc ngày hôm nay. Và giờ này tôi đại diện cho gia đình họ nhà trai chính thức nhận cháu Thùy Trang là cháu dâu trong họ nhà trai chúng tôi và là con dâu của ông bà, ông Trường Chiến. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông. Vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, họ trai thì mong ước bao lâu để rồi ngày hôm nay mới được đón dâu hiền về đây. Người vun đất, người trồng cây, dâu hiền dề thảo từ nay thỏa lòng, để rồi từ nay Thùy Trang em về nhà chồng, trăm năm hạnh phúc, đời đời thủy chung. Vâng, với niềm vui, niềm hạnh phúc của hai em ngày hôm nay được đón nhận tình cảm của tất cả quý vị, và đặc biệt là đấng sinh thành ra chàng rể cũng như nàng dâu. Bởi vì thưa quý vị, với một câu châm ngôn đã để lại rằng: chim trời ai dễ đếm nông, mà rồi nuôi con thì không ai lỡ kể công tháng ngày. Với những gì tốt đẹp nhất mà bậc làm cha, bậc làm mẹ dành tặng cho hai em, để rồi hai em có được một tình yêu đẹp như ngày hôm nay. Vậy giờ này xin được trân trọng kính mời dâu rể, hai em sẽ đứng dậy khui rượu sâm banh để chuẩn bị kính dâng lên cha mẹ, tỏ lòng hiếu kính và biết ơn. Và thưa quý vị, chúng ta đang được chứng kiến một trong những công việc làm chung ngọt ngào đầu tiên trong cuộc đời của cô dâu và chú rể. Họ đang cùng chung chia, chia ngọt sẻ bùi cho những giây phút tuyệt vời ngày hôm nay và cuộc sống mai sau. Và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Rất tuyệt vời, chai rượu đầu tiên đã được nở rất giòn. Chú rể ơi, vâng ạ, đưa chai rượu cho cô dâu hai tay đi ạ. Chú rể đứng xích xa, lùi về đằng sau một chút xíu nữa đi nào. Tay trái của chú rể xin hãy ôm lấy em của nàng dâu ạ. Cô dâu cầm rượu hai tay đỡ lấy. Bộ phận lễ tân cho xin chiếc khăn cho chú rể đi nào. Cho chú rể xin chiếc khăn tờ giấy lau tay đi ạ. Giây phút tuyệt vời ngọt ngào nhất của hai em ngày hôm nay đó là tay trong tay khui rượu sông banh. Thưa quý vị, tháp thủy tinh tượng trưng cho núi Thái Sơn và rượu sông banh đó là tượng trưng cho nước trong nguồn. Bởi vì thưa quý vị, cây có gốc mới nở cành xanh lá, mà rồi nước có nguồn mới biển tà sông sâu. Để rồi con người nguồn gốc từ đâu, tổ tiên ông bà cha mẹ có trước rồi sau có mình. Hôm nay hai em được chung bóng chung hình,
đó là nhờ công ơn sinh thành của tổ tiên ông bà cha mẹ mới có mình ngày hôm nay. Và cô dâu và chú rể hãy nụ một nụ cười thật tươi, và nhiếp ảnh gia sẽ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Đặc biệt là nhà quay phim mình kết đến từ quê hương đất mẹ xứ đạo giáo xứ Ngưỡng Nhân sẽ ghi lại những thước phim, những giây phút hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể cùng với sự diện của tất cả quý vị. Và chai rượu thứ hai, xin mời dâu rể hai em sẽ khui chai rượu thứ hai. Đúng như vậy, đêm nao ngồi ánh trăng thề, để rồi sương rơi ướt áo đôi ta chưa về, nắm tay em anh giữ trọn lời thề, tới ngày lễ cưới sẽ được về bên em. Tay trái của chú rể ôm eo của nàng dâu, chú rể đứng xích vào phía nàng dâu nữa đi ạ, đứng thẳng người lên đi ạ, nở hai nụ cười thật tươi đi ạ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay những chiếc ni đã được kết lại thành một khối thống nhất, tượng trưng cho sự chung sức đồng lòng của cô dâu và chú rể. Kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này, họ đã trở thành vợ thành chồng của nhau, cùng chung xây mái ấm hạnh phúc của cuộc đời mình. Nói đến công cha thì còn cao hơn non Thái, mà rồi đức mẹ hiền hơn tựa biển khơi, dù cho dâng cả cuộc đời không sao đền đáp ơn người sinh ra. Vâng, ngày hôm nay ngày hạnh phúc nhất của người con trai yêu quý, đó là sự hiện diện với tình cảm rất tuyệt vời, người mà họ được xứng đáng tôn vinh nhất ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của người bố và người mẹ kính yêu của chàng rể trở về phía bên sân khấu để ra mắt cùng toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời người bố và người mẹ kính yêu của chàng rể, trân trọng kính mời ông bà trở về phía bên sân khấu. Vâng, và để cho cô dâu và chú rể có được niềm hạnh phúc lớn lao như ngày hôm nay thì chúng ta không thể không nhắc đến những công lao trời biển của các bậc sinh thành. Và xin mời người mẹ, người bố sẽ cùng di chuyển lên sân khấu cùng với hai con của mình. Xin được trân trọng kính mời. Đúng như vậy, công cha thì cao hơn núi ngất trời Tây, mà rồi nay láng nghĩa mẹ nước người biển Đông. Công cha trọng lòng ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời mang nặng để đau. Bởi vì mẹ đã từng tần tảo sớm hôm để nuôi con khôn lớn, còn cha đã mang cả tấm thân để che chở đời con. Trân trọng kính mời người mẹ đứng bên cạnh người con trai thân thương của mình, và trân trọng kính mời bố đứng bên cạnh mẹ đây ạ. Và ngay lúc này, vâng, xin được trân trọng kính mời sự diện của bác trưởng đoàn với lời gửi gắm của người bố nàng dâu. Trân trọng kính mời bác trưởng đoàn trở về phía mình sân khấu. Và trân trọng kính mời bác Phin thay cho người mẹ của nàng dâu, trân trọng mời ông bà trở về phía mình sân khấu ạ. Trân trọng kính mời vị trưởng đoàn của gia đình họ nhà gái. Vâng, với lời gửi gắm của người bố nàng dâu. Và trân trọng kính mời bác Phin là người bác ruột của người mẹ kính yêu của nàng dâu, trân trọng kính mời bác trở về phía mình hành sân khấu. Và thưa quý vị, trong ngày vui hôm nay, để thay lời cảm ơn, vâng, mời bác Phin đứng bên cạnh cháu gái yêu quý của mình. Mời ông trưởng đoàn của gia đình họ nhà gái chúng ta đứng xích ra một chút ạ. Ông đứng bên ngoài này ạ, đúng rồi ạ. Thưa quý vị, diệt toàn thủ mừng lúc này phía màn hình sân khấu tuyệt vời và hạnh phúc nhất ngày hôm nay, đó là chàng rể và nàng dâu. Và đặc biệt là đứng bên tay phải của chàng rể, đó là người mẹ kính yêu, và đặc biệt là người cha kính yêu của chàng rể. Và tiếp theo đó là bác Phin đại diện thay cho người mẹ của nàng dâu cùng với vị trưởng đoàn của phía gia đình họ nhà gái ngày hôm nay
hiện diện phía màn sân khấu. Vâng ạ, mời ông bà đứng nguyên ạ. Mời các ông các bà đứng nguyên vị trí đi ạ. Chưa xong ạ. Vâng, mới tập hôm qua mà nay quên rồi thưa quý vị. Vâng, anh nói thì nói thế thôi, chứ ngày vui hạnh phúc của cô dâu và chú rể rất là tuyệt vời. Bởi vì rượu chung thì để dâng cha, rượu hiếu thì dâng cho mẹ, đôi bạn sau đó sẽ dâng ly triều tình. Và ngay lúc này đây xin mời quý vị, vâng, bố mẹ cũng như ông và bác, chúng ta đứng lùi về đằng sau một bước đi ạ. Dạ vâng, xích về núi phía đằng sau. Trân trọng kính mời chàng rể, em sẽ chuyển rượu cho nàng dâu. Vâng, trước tiên là mời cha chồng, rồi sau đó là mời mẹ chồng. Cảm ơn bố mẹ đã sinh thành và dưỡng dục anh Duy Công. Từ ngày hôm nay, món quà lớn nhất mà bố mẹ trao tặng cho con. Vâng ạ, từ từ ạ, nàng dâu chuyển rượu cho chàng rể để chàng già rể mời vị trưởng đoàn cũng như bác đại diện thay cho người mẹ kính yêu của nàng dâu. Cảm ơn sự hiện diện của ông và bác hiện diện phía mình sân khấu lúc này. Trân trọng kính mời dâu rể hai em sẽ bước lên phía bậc thềm đây một bước đi nào. Và mời hai bên tham gia, chúng ta sẽ đứng đối diện lại với nhau đi ạ, cùng đi. Vâng, hàng 12 ông đi ạ. 12 ông đi ạ. Vâng, đứng tại hình chữ V, cứ giơ thẳng cánh tay của mình ra đi ạ. Ly rượu không nặng lắm đâu, nhưng nặng là nặng tình, nặng nghĩa, nặng tình cảm yêu thương mà các ông các bà bố mẹ dành cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Với ly rượu chúc phúc cho người con gái và người cháu gái cũng như người con trai và người con thân thương của mình trong ngày vui hạnh phúc của hai gia đình hôm nay. Xin chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình luôn luôn bền chặt, no niềm hạnh phúc tương lai cho người con và người cháu của mình. Và xin đi chúc mừng cho hai gia đình, một tràng tay thật lớn đi ạ. Vâng, mời ông bà uống đi ạ, 100% đi ạ, 100% đi ạ. Và uống cả ly rượu, 100% đi ạ. Và quý vị hãy tổ những tràng bàn tay thật lớn để chúc mừng được không ạ? Vâng, mời ông bà đứng nguyên vị trí đi ạ, chưa? Vâng, thưa quý vị, nói rằng rượu hồng thì con kính mẹ, kính cha, kính ông bà, cô bác gần xa, đã tác hợp cho hai con trở thành đôi lứa. Trước hôn trường chúng con xin hứa sống mãi bên nhau cho tới trọn đời. Vâng, cảm ơn đấng sinh thành dưỡng dục chàng rể ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của vị đại biểu trưởng đoàn của gia đình họ nhà gái cùng với bác đại diện thay cho mẹ, xin được chân thành cảm ơn. Để dùng với những gì ngọt ngào và hạnh phúc nhất, trân trọng kính mời hai em sẽ đứng đối diện lại với nhau. Hai cái tay trái nắm chặt lấy nhau nào. Vâng, chúng ta sẽ chéo tay nhau để uống ly rượu rau môi này. Suốt cuộc đời chúng ta sẽ hòa quyện, để rồi bù đắp, dành cho nhau những gì ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Vâng, xin mời hai em sẽ cùng uống ly rượu rau môi ngày hạnh phúc của hai em hôm nay. Xin quý vị dành một tràng tay thật lớn để chúc mừng. Và cùng chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu như có thể. Và xin mời hai em sẽ xuống phía bên dưới, xích sang bên tay phải của mình để cắt chiếc bánh hạnh phúc ngày hôm nay. Trân trọng kính mời chàng rể Duy Công, em sẽ đổi vị trí cho nàng dâu. Rót rượu thì ôm cô dâu bằng cánh tay trái rồi, còn khi cắt bánh thì phải ôm nàng dâu bằng cánh tay phải của mình. Để rồi trong cuộc đời này, với tình cảm yêu thương, cả một cuộc đời sẽ ôm và yêu thương cô dâu bằng cả hai cánh tay đắc lực của mình. Vâng, với chiếc bánh hạnh phúc đầu tiên, hạnh phúc tuyệt vời nhất mà hai em trao cho nhau những gì ngọt ngào và thân thương nhất trong cuộc đời đôi bạn đã và đang tiến tới. Và thưa quý vị, chúng ta đang được chứng kiến một chứng công việc nằm chung ngọt ngào đầu tiên của cô dâu và chú rể. Họ đang cùng chung chia ngọt sẻ bùi cho những giây phút tuyệt vời của ngày hôm nay và cuộc sống mai sau. Đúng như vậy thưa quý vị, bánh này có cả màu trắng mà rồi có cả màu hồng, để cho đôi bạn thấy được hương nồng của tình yêu. Mà rồi bánh này thì ấp ủ bao điều, kết duyên chồng vợ bên nhau trọn đời, sẻ chia bát nước cuộc đời, chung cùng một gánh phần thời phu thê. Hai em đã giữ trọn lời thề,
tới ngày lễ cưới sẽ được về bên nhau. Thưa quý vị, với một món quà rất là tuyệt vời, một món quà trị giá bằng một chiếc xe Honda ngày hôm nay. Vâng, với món quà lớn nhất mà bố mẹ dành tặng cho hai con, chiếc xe Honda mang ý nghĩa cả cuộc đời này con sẽ bước theo với những gì mà bố mẹ luôn luôn đồng hành cùng với hai con trên mọi bước đường. Thưa quý vị, cô dâu đã từng tâm sự với chàng rể rằng bố mẹ đâu của riêng anh, từ nay trở đi bố mẹ là của chúng mình đấy thôi. Bố mẹ tuy không sanh không nuôi nhưng mà em sẽ ơn bố mẹ suốt đời chưa xong. Vâng, một món quà rất là ý nghĩa bố mẹ chuẩn bị cho con trai và con dâu, với một phương tiện để cả cuộc đời này hai con sẽ đồng hành và bố mẹ sẽ luôn luôn theo dõi tình yêu của hai con trên mọi bước đường. Một lần nữa thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn bố mẹ những tình cảm rất ý nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để món quà tiếp theo, xin mời bố mẹ shop sẽ di chuyển lên sân khấu. Có món quà tặng cho cô dâu chú rể xin được trân trọng kính mời mẹ shop. Vâng, bố mẹ shop là bố mẹ đỡ đầu của chàng rể ngày hôm nay cũng chuẩn bị món quà trao tặng cho người con thiên linh yêu quý của mình. Thưa quý vị, vâng, bố mẹ chàng rể nuôi chàng rể rất là đồng hoàng. Nếu tính bằng vàng cho đến ngày hôm nay thì không biết rằng bao nhiêu cây. Nhưng ngày hạnh phúc của người con trai ở đây thì mẹ vẫn còn vàng để trao tặng cho hai con. Và xin quý vị dành riêng cho bố mẹ của chàng rể một trong tay thật lớn đi ạ. Vâng, với công đức sinh thành dưỡng dục rất là tuyệt vời. Và ngay lúc này là món quà của bố mẹ giúp, cùng với lời nhắn nhủ rằng quà này bố mẹ tặng hai con để mà mua sắm vận dụng dựng xây gia đình. Và sang năm con dâu có sinh thì nhớ lấy đó mua sữa mua bình để mà chăm con. Vâng, rất tuyệt vời với lời nhắn nhủ của bố mẹ shop, xin được chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, thủ cắp sách tới trường. Để rồi với tình cảm yêu thương của các bạn, ngày hôm nay ngày hạnh phúc của Duy Công thì hội niên khóa 97 giáo xứ Phương Ninh có món quà trao tặng cho con dâu và chú rể. Thưa quý vị, ở bên trong thì không biết rằng có gì, nhưng phía bên ngoài thì một món quà rất là vuông vắn, tượng trưng cho viên gạch hồng để cho cô dâu và chú rể xây nên nền tảng tương lai và hạnh phúc. Chân thành cảm ơn món quà của hội niên khóa 97 giáo xứ Phú Ninh. Và món quà tiếp theo xin được mời con thiêng liêng sẽ di chuyển lên sân khấu để có món quà trao tặng, xin mời con thiêng liêng. Và tiếp theo xin mời hai em Anh Tuấn chuẩn bị. Thưa quý vị, một giờ vật kiều ảnh rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Chương trình nhà đám cưới của hai em cũng có một bữa tiệc mà rồi người con thiêng liêng chuẩn bị cho bố mẹ với một món quà, đó là bức ảnh tiệc ly. Để rồi ngày xưa thì tiệc cưới gala, mà rồi hôm nay thì tiệc cưới nhà ta cùng với mình. Vâng, hôm nay hạnh phúc sum vầy, thật là tuyệt vời, mời những tình cảm của tất cả quý vị. Và để tiếp theo thì xin mời hai em Anh Tuấn. Và món quà tiếp theo xin mời bố Tứ chuẩn bị. Và xin mời các anh các chị, chúng ta còn những món quà sẽ hãy đăng ký về ban tổ chức sẽ ghi nhận những tình cảm của tất cả quý vị. Thưa quý vị, với một kiểu ảnh rất ý nghĩa, đó là kiểu ảnh gia đình thánh gia. Mong muốn rằng với kiểu ảnh này ta tặng cho cô dâu và chú rể để noi gương gia đình thánh gia. Bởi vì thưa quý vị, thánh gia là tấm gương trong trái tim Đức Mẹ đong đầy yêu thương. Và xin mời món quà của bố Tứ. Vâng, bố mẹ đỡ đầu, đó là bố mẹ Tứ Tâm. Ngày hôm nay cũng món quà trao tặng cho hai con trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay. Rất tuyệt vời, xin được chân thành cảm ơn với món quà của bố mẹ Tứ Tâm.
Và tiếp theo là món quà của người con thiên niên, đó là con Bích Diệp. Vâng ạ, với món quà của người con thiên niên Bích Diệp trao chưa ạ? Đã trao rồi, xin được chân thành cảm ơn. Trân trọng kính mời món quà của hội ban đại học của Trang Dề. Đây là món quà của ai ạ? Đây là món quà của anh Tuấn, xin được chân thành cảm ơn với món quà của anh chị Tuấn. Chân thành cảm ơn với món quà rất có ý nghĩa của anh chị Tuấn, xin được chân thành cảm ơn. Và tiếp theo là món quà của hội ban đại học của Trang Dề ạ. Thưa quý vị, là một người con được sinh ra trên quê hương đất mẹ xứ đạo Phú Ninh, Trang Dề được sinh ra trong một gia đình đoàn kết, một lòng yêu thương. Để rồi hàng ngày sáng tới thì em cũng vẫn rằng nguyện cầu, chắp tay thầm kính nguyện cầu, hôm nào đi lễ chúng mình có nhau. Để rồi Trang Dề được sống trong một gia đình rất là yêu thương của bố mẹ lo lắng và chăm sóc. Trang Dề đã ăn học rất là thành công. Vâng, với một quãng đường học hành, với công việc bố mẹ rất là lo lắng, tạo mọi điều kiện cho Duy Công, để cho Duy Công thành đạt như ngày hôm nay. Thưa quý vị, trải qua một quá trình 5 năm đại học, để rồi trên con đường công việc của mình, trên con đường sự nghiệp của mình, thì thưa quý vị, Trang Dề Duy Công của chúng ta rất là thành công trên con đường MC, ca sĩ trên quê hương thủ đô Hà Nội. Vâng, tuy rằng là một người con của quê hương Phú Ninh chúng ta, nhưng mà thật sự với Duy Công thì rất là đa tài, rất là giỏi giang. Mà rồi ngày hôm nay ngày hạnh phúc, đặc biệt là tìm được một nửa yêu thương của mình. Vâng, thưa quý vị, gốc của nàng dâu thì ở Phú Ninh, nhưng mà gia đình thì sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng không biết làm sao mà tình yêu ấy hai em đã tìm hiểu và đến với nhau. Vâng, với một quãng đường khá là xa từ thành phố Hồ Chí Minh tới thủ đô Hà Nội. Nhưng mà rồi hai trái tim của hai em đã hòa quyện, để rồi trao cho nhau niềm hạnh phúc, cùng mong muốn về một mái nhà trong một gia đình tràn đầy những tình cảm yêu thương. Và rồi ngày hôm nay ngày hạnh phúc của hai em được đón nhận tình cảm của tất cả quý vị. Món quà lớn nhất là sự hiện diện của quý vị. Quý vị đã dành thời gian quý báu của mình dành tặng cho cô dâu và chú rể. Ngoài ra còn có những tràng pháo tay, những món quà tặng phẩm trao tặng cho ngày vui, ngày hạnh phúc của hai em hôm nay. Và giờ này một tràng pháo tay món quà trị giá nhiều tỷ đồng, đó tất cả là tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay trị giá nhiều tỷ đồng nữa đi ạ. Vâng, chân thành cảm ơn tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Và rồi thưa quý vị, anh chị và các bạn gần xa kính mến, trong ngày vui, ngày hạnh phúc của hai em hôm nay, với những gì tốt đẹp nhất là ngày mà ông bà Trường Chiến tổ chức với chương trình đại lễ thành hôn của hai em được đón nhận tình cảm của tất cả quý vị. Và rồi thưa quý vị, anh chị và các bạn gần xa kính mến, tuổi cao thì ai cũng phải già, để rồi nuôi con khôn lớn để mà cậy trông. Bà vuông nay đã gặp bảy tròn, thọ lòng mong đời mẹ mong tháng ngày. Từ nay việc nhà cửa sớm trưa, bàn tay gái đảm con về cậy con. Má cô dâu lúc này đã đỏ hay hay, Trang Dề mời khách nơi đây thân tình. Vâng, trân trọng kính mời bà mẹ hiện diện về phía màn hình sân khấu để đón nhận tình cảm của tất cả quý vị, đặc biệt là để đón nàng dâu tương lai nhập phòng. Xin trân trọng kính mời sự hiện diện của người mẹ kính yêu đón nàng dâu tương lai nhập phòng trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Vâng, tần tảo sớm hôm mẹ nơi con khôn lớn ngày hôm nay đây. Vâng, trân trọng kính mời sự hiện diện của người bác ruột của nàng dâu. Trân trọng kính mời bác Phi về phía màn hình sân khấu ạ. Từ từ mẹ ơi, mời bác trở về phía màn hình sân khấu ạ. Trang Dề Duy Công, em đứng sang bên này đi nào. Mời bác đứng bên cạnh cháu của mình. Mời bác sẽ nắm lấy tay của cháu gái tận tay. Các bạn mời mẹ đứng bên cạnh đi ạ. Mời mẹ đứng bên cạnh. Mời bác nắm lấy tay cháu gái, trao tận tay cho người mẹ chồng tương lai đi ạ. Vâng, trao tận tay trước sự chứng kiến của tất cả quý vị với giây phút tuyệt vời này đây. Một tràng tay thật lớn đi ạ. Chúc mừng hai bên gia đình, chúc mừng bác và xin được chúc mừng cho người mẹ kính yêu. Trân trọng kính mời mẹ đón nàng dâu tương lai nhập phòng. Trang Dề sẽ đi đằng sau để mẹ dắt nàng dâu. Để rồi từ ngày hôm nay, với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ cho Trang Dề, để rồi ngày hôm nay con là người con dâu ngoan hiền của cha mẹ, để rồi phụng dưỡng cũng như để đáp ơn ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ trong ngày vui hạnh phúc.
Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc của chàng rể cũng như là dâu với chương trình đại lễ thành hôn của hai em đã được rất là thành công và tốt đẹp trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Chính là niềm vui lớn của gia đình ngày hôm nay. Chuẩn bị chương trình tiệc mừng đón mời quý vị. Ngay lúc này đây, ban tổ chức xin được kính nhờ tới bộ phận lễ tân, chúng ta sẽ trở ra các dãy hào bàn ghế trung tâm. Xin phép quý vị chuyển tiệc trà vào trong nhà. Sao trăng mật thì ta vẫn cứ không chơi. Anh nhất hành tinh. Còn em nhất trên đời. Chớ lo chi trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn cầu hà. Anh xin thề cùng non ngàn cũng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hỏi chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà.